Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương cho biết, trong nhiều năm qua, công tác tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông lâm thủy hải sản luôn được quan tâm và gắn liền với các hoạt động xúc tiến thương mại. Đặc biệt, để duy trì phát triển cũng như là định hướng cho các khu vực, vùng núi, vùng biên giới, hải đảo, để có được thông tin thị trường và gần hơn nữa với từng vùng sản xuất, Bộ cũng đã có nhiều giải pháp thiết thực trong giai đoạn hội nhập sâu rộng như hiện nay. Thời gian qua, công tác tìm kiếm thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông lâm thủy hải sản của Việt Nam luôn được ngành công thương xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Các nhóm chính sách, giải pháp đưa ra đã tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào vùng dân tộc miền núi, biên giới tham gia cung cấp dịch vụ công ích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kết nối với thị trường, ổn định cuộc sống. Chương trình tiêu thụ nông sản cho vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo cũng đã được đưa vào chương trình xúc tiến thương mại quốc gia từ nhiều năm trước. Cái chương trình xúc tiến thương mại quốc gia mà trong đó có cái phần về miền núi, biên giới, hải đảo thì vừa qua thì cũng đã làm được rất nhiều các chương trình, đã mang lại các cái hiệu quả có thể đánh giá là thực sự là hiệu quả và rất hết sức là cần thiết. Chương trình khuyến công cũng là hết sức là chú trọng trong cái việc đào tạo các cái nghề cho các cái bà con vùng dân tộc miền núi, biên giới và hải đảo. Theo thống kê, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa của nước ta có hơn 200 huyện, có xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa với khoảng 48 triệu dân, chiếm hơn một nửa dân số của cả nước. Đời sống của nhân dân tại các vùng dân tộc miền núi nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, đây là khu vực sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc với những đặc thù văn hóa, kinh tế riêng biệt. Cho đến nay, mặc dù đã có nhiều đề án thông tin phục vụ phát triển đầu tư kinh tế thương mại v.v., nhưng mảng thông tin thị trường phục vụ đồng bào vùng dân tộc miền núi và biên giới nói chung trong giai đoạn hội nhập vẫn chưa đạt tương xứng với tầm quan trọng đó. Tại hội thảo nâng cao hiệu quả thông tin thị trường vùng dân tộc thiểu số miền núi biên giới trong hội nhập vừa được Bộ Công Thương, Ủy ban dân tộc phối hợp với cả Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức vừa qua, nhiều đại biểu đã chỉ ra tầm quan trọng của thông tin thị trường đối với vùng dân tộc miền núi và biên giới, những bất cập trong chính sách hỗ trợ canh tác, nuôi trồng và tiêu thụ nông lâm thủy hải sản v.v. Do những nguyên nhân khách quan chủ quan mà vùng dân tộc thiểu số miền núi nước ta hiện nay vẫn là một cái vùng mà còn quá nhiều bất cập. Thì trong các bất cập đấy thì có những cái bất cập do cái hệ thống chính sách của chúng ta. Một là vấn đề nguồn nhân lực thấp, đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số thiếu và yếu. Thứ hai là kết cấu hạ tầng chúng ta không đồng bộ, làm cho cái vùng dân tộc miền núi không hòa nhập vào được cái sự phát triển chung của đất nước. Về thông tin hỗ trợ với nhà nước thì có một số kiến nghị, như là ví dụ một số phân bón hiện nay đang tràn lan trên thị trường, đến không những ở đồng bằng mà đến tận vùng núi, vùng sâu, vùng xa là hàm lượng phân bón giả, phân bón kém chất lượng rất là nhiều. Thì cái này thì một loạt các cái phân bón này thì không có nguồn gốc xuất xứ, mà thông tin thì không có, người ta làm, người ta bán, người ta đưa ra thị trường, nhất là vùng sâu, vùng xa như vậy. Chúng tôi cũng kiến nghị rằng là nhà nước nên có một cái chính sách, cơ chế rõ ràng về cái việc mà thông tin về các phân bón thị trường hiện nay đang được sử dụng trên đất nước mà có cái thương hiệu. Cũng tại hội thảo, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng chia sẻ, hiện tỉnh đã triển khai kế hoạch xác định lựa chọn một số chương trình phát triển sản xuất trọng tâm, đảm bảo phục vụ tới các địa bàn, đặc biệt là địa bàn vùng dân tộc, miền núi, biên giới. Chương trình xây dựng thương hiệu nông sản giai đoạn 2012-2015 đã triển khai xong và hiện nay đang tập trung chương trình mỗi xã, mỗi phường một sản phẩm. Giai đoạn 1 từ năm 2013 đến năm 2016, gọi tắt là OCOP Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh thì có một cái chủ trương là biến cái sản xuất tự cung tự cấp nhỏ lẻ thành sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, đặc biệt là liên quan tới những cái vùng sâu vùng xa. Để làm việc này thì phải có những cái chủ trương, ví dụ như là thành lập hẳn một cái dự án là mỗi xã phường một sản phẩm, có chỉ đạo, có đầu tư và có nguồn tài chính để chi cho chương trình này. Trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương cũng như các bộ ngành liên quan cam kết sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất cho Chính phủ ban hành cơ chế chính sách phù hợp hơn với điều kiện thực tế của vùng đồng bào dân tộc, trong đó tập trung vào 3 nhóm chính sách cụ thể là phát triển các vùng trọng điểm sản xuất hàng hóa, xây dựng một số chuỗi ngành hàng chiến lược phục vụ xuất khẩu và thị trường trong nước, tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào vùng dân tộc miền núi biên giới tham gia cung cấp dịch vụ công ích, nâng cao năng lực, chất lượng nguồn nhân lực, thông tin thị trường ngành hàng cụ thể để từng bước hình thành sản xuất sản phẩm gắn với thị trường. Là Ủy ban dân tộc cần phải có những cái thông tin nhưng đã được biên soạn bằng tiếng dân tộc. Cái điều này hết sức là quan trọng vì không phải vùng nào và bà con nào ở dân tộc nào cũng có thể hiểu được tiếng Kinh, và cũng đề xuất thêm nhiều các cái chương trình nữa để thực sự là hỗ trợ cho các cái bà con ở vùng miền núi, biên giới và hải đảo để
cũng như là góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Có thể nói, nâng cao hiệu quả thông tin thị trường chính là một trong những giải pháp góp phần thiết thực vào việc phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống cho vùng dân tộc thiểu số miền núi biên giới. Và điều quan trọng hơn cả là việc quan tâm tới đời sống đồng bào dân tộc còn là giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, quốc phòng,